anh chị và các bạn quay trở lại với Mini Me Planet Cuộc Sống USA ở Houston, Texas. Hôm nay mời các bạn cùng vào bếp với Kimberly. Mình sẽ làm cái món tôm hùm xào tiêu đen nha. Rồi mời các bạn cùng theo dõi cái video này với Kimberly mình vào bếp đây. Ở đây hôm nay là Kimberly sẽ làm là 10 cái con tôm hùm nha các bạn nha. Kimberly sẽ làm xào tiêu đen bữa nay ha. Tại vì gia đình hôm nay có nhiều người tới chơi đó, nên mình làm nhiều cái con tôm như thế này để làm xào tiêu đen chiêu đãi cho mọi người. Rồi bây giờ Kimberly sẽ rửa những cái con tôm này cho nó sạch. Sau đó mình sẽ chặt nó ra thành những cái miếng nhỏ vừa ăn. Rồi mình sẽ đem làm xào tiêu đen nha các bạn nha. Các bạn thấy không? Tôm này nó tươi và nó con nắp to, nó ngon dễ sợ luôn á. Chắc bữa nay làm xào tiêu đen ngon lắm. Cái này là Kimberly đã chặt nó ra thành những cái miếng vừa ăn rồi nè. Mình sẽ chặt nó ra. Thì 10 con đó là Kimberly chặt được một thao đầy vung như thế này nè các bạn. Nhưng mà Kimberly sẽ chia nó ra làm đôi để cho mình ướp cái gia vị cho nó đều và nó thấm á. Cho nên bây giờ Kimberly sẽ chia nó ra làm hai thao để mình bắt đầu mình ướp gia vị nha các bạn nha. Mình chuẩn bị củ hành tây cắt nhỏ giống như là muối cao nè các bạn. Rồi hành lá cắt khúc dài và tỏi băm nhuyễn. Kimberly đã chuẩn bị sẵn rồi. Thì bây giờ mình bắt đầu mình cho tỏi vào trong cái con lobster này mình ướp ha. Sẽ cho vào là một ít tỏi băm nè. Rồi tí xíu muối, tí xíu bột ngọt. Và cái bột corn starch, bột này là bột bắp đó các bạn. Kimberly sẽ cho nó rưới sương sương vào. Không có cần phải nhiều đâu các bạn. Chỉ cho nó đủ đóng cái áo ở ngoài cho con tôm của mình nó đều bột là được rồi. Thì trong một cái phần này Kimberly sẽ cho vào tỏi nè, bột bắp nè, muối và bột ngọt. Không có cho đường nha các bạn nha. Với tiêu nữa. Tại vì cái làm xào tiêu đen này đó thì mình phải làm nhiều tiêu á thì nó mới thơm và ngon. Thì trong đây Kimberly ướp là chỉ có vậy thôi, không có cho đường. Tại vì khi mà đường mình bỏ vào lúc mình chiên sơ đó thì nó sẽ bị khét. Cho nên chỉ có bột nêm, muối, tiêu và bột bắp thôi. Sau đó Kimberly sẽ xóc nó lên để nó đều tất cả những cái gia vị thấm vào cua, mình
thấm vào cái con tôm của mình ha. Thì Kimberly chỉ cho ít ít bột để các bạn nhìn nó đóng cái lớp áo ở ngoài cho con tôm của mình, như vậy là ok rồi, không có cần phải nhiều lắm, tại vì nhiều quá thì nó cũng không có ngon đâu các bạn. Đó, bây giờ Kimberly sẽ xóc lên đều để cho nó thấm gia vị. Rồi sau đó mình sẽ đem vào cái son dầu mình chiên ha. Thì dầu chiên á, Kimberly sẽ để trong cái nồi deep fry á, cho nó nóng, thiệt là nóng, khoảng 400 độ F luôn á các bạn. Rồi Kimberly sẽ bỏ những cái miếng tôm của mình vào chiên. Các bạn chiên cho nó chín luôn nha. Chiên mà vừa chín tới, các bạn đừng có để cho nó chín quá thì cái thịt của mình nó thịt tôm nó sẽ bị khô á, nên chiên thì vừa chín tới là được rồi. Rồi mình sẽ lấy nó ra và mình sẽ tiếp tục mình xào ha. Giờ thì Kimberly sẽ bỏ những cái miếng tôm của mình vào, mình chiên cho hết luôn nha. Các bạn nhìn những cái miếng tôm của mình bây giờ hả, nó đỏ au, nhìn nó hả, nhìn đẹp mắt chưa. Bây giờ Kimberly sẽ tiếp tục chiên cho khi nào nó chín thì mình sẽ vớt nó ra cho nó ráo dầu trước khi mình tiếp tục chế biến nha các bạn nha. Và đây là những cái miếng lobster của mình chiên nó đã chín rồi. Giờ thì Kimberly sẽ vớt nó ra để mình để cho nó ráo dầu á các bạn. Rồi sau đó Kimberly sẽ xào nó. Và đây là lobster sau khi mình đã chiên. Các bạn nhìn những con tôm hùm á hả, nó đỏ au luôn á, nhìn quá là hấp dẫn và đẹp mắt hả các bạn ha. Rồi bây giờ Kimberly sẽ bắt lên một cái chảo. Cái chảo này Kimberly sẽ dùng để mình xào lobster của mình nha các bạn. Thì Kimberly sẽ cho vào đây một chừng khoảng một muỗng canh dầu ăn, và sẽ cho vào một cây bơ. Thì mình sẽ xào chung cho cái tôm hùm của mình nó thơm á các bạn. Kimberly không có dùng hoàn toàn dầu hoặc là hoàn toàn bơ, nhưng mà dùng nửa này nửa kia đó các bạn. Rồi bây giờ Kimberly sẽ cho vào cái tỏi lúc nãy mà mình băm á. Sau khi mà cái bơ nó tan chảy ra hết á, thì mình sẽ cho vào một ít tỏi băm nè. Rồi sẽ cho vào một cái hành hành tây mà mình cắt cái miếng vuông vuông á các bạn. Rồi sẽ bỏ nó vào, một ít cây hành lá mà hành gốc á, mình bỏ hành gốc thôi, không có bỏ lá. Rồi sẽ xào cho đến khi nó dậy cái mùi thơm nha các bạn nha. Mình sẽ xào tỏi, hành lá và hành tây cho đến khi nào mà cái màu nó vàng vàng, hơi hơi xém xém vàng vàng á các bạn là được rồi, đã là như vậy nó mới ngon. Các bạn nhớ là mình đẩy lửa lớn, thiệt là lớn nha các bạn nha. Xào cái tôm hùm này mình phải để lửa lớn thì nó sẽ không có bị ra nước á các bạn. Sau đó Kimberly sẽ cho vào những cái miếng tôm hùm mình đã chiên chín rồi đó, sẽ cho nó vào rồi mình xào chung ha các bạn. Ở đây hôm nay xào tới 10 con luôn, nên Kimberly sẽ chia nó ra thành những cái phần nhỏ nhỏ để Kimberly xào. Sau đó mình sẽ cho nó vào nguyên một cái khay lớn, tại vì nhiều quá Kimberly không làm một lần hết được.
sẽ chia nó ra từng từng khoảng chừng mỗi một lần xào vậy. Kimberly xào chừng khoảng 2 con thì mình sẽ cho đường nè, muối nè, bột ngọt và tiêu. Kimberly sẽ cho vào gia vị để mình xào. Như vậy thì nó sẽ thấm đều những cái miếng thịt tôm á các bạn, nó ngon hơn. Các bạn ở nhà làm đó thì ít người ăn đó, thì mình làm như vậy thì nó dễ, nó vừa ăn lắm. Sau khi chiên thì mình sẽ cho vào một tí xíu đường, tí xíu bột ngọt, tí xíu muối. Mình sẽ xào ha các bạn ha. Thì các bạn xào đến khi nào mà nó thấm đều hết gia vị đó, rồi hả, sau đó sẽ cho củ hành tây mình đã cắt hình múi cao đó, rồi hành lá cắt khúc. Mình sẽ cho hành tây vào trước, rồi tới hành lá mình xào qua xào lại cho nó hơi sơ sơ thôi. Thì cái củ hành tây với hành lá của mình á, nó còn xanh xanh sống sống á các bạn, thì nó sẽ nhìn nó đẹp hơn. Khi mà các bạn chiên, sau khi mình chiên cái tôm hùm thì cái phần bột với cái gia vị mà nó thấm lại, nó còn sót lại trong cái thau á, các bạn đừng có bỏ nha. Mình sẽ lấy cái đó, tại vì những cái gạch tôm nó rớt ra nó đọng lại ở trong cái thau đó đó, các bạn lấy lại và cho vào trong cái chảo này để mình xào. Thì những cái gạch tôm đó nó thấm vào trong cái miếng tôm của mình nó rất là đậm đà. Xào cái này tiêu đen nên Kimberly cho rất là nhiều tiêu á các bạn. Nhiều tiêu thì nó sẽ cay, nó thơm và rất là ngon. Thì các bạn có thể vào bếp ha, làm cái món tôm hùm xào tiêu đen cho gia đình mình thưởng thức. Rồi các bạn cứ nêm nếm theo cái khẩu vị mà gia đình mình thích ăn mặn ngọt thế nào thì mình điều chỉnh. Thì theo Kimberly chỉ cho một tí xíu muối, tí xíu đường, tí xíu bột ngọt và tiêu vào. Như vậy là nó đã vừa ăn rồi, tại vì lúc mình ướp tôm trước khi mình chiên á, là mình cũng cho tí xíu muối với tí xíu bột ngọt, cho nên nó sẽ rất là đậm đà rồi. Thì các bạn chỉ cho vào ít thôi, rồi sau đó mình nêm nếm lại, nó vừa khẩu vị mình đó thì được rồi. Còn nếu không thì mình thêm hoặc là bớt tùy theo cái khẩu vị của gia đình mình ăn. Rồi bây giờ sau khi mà Kimberly cho hành ngọt hành với củ hành tây vào rồi đó, thì thế là cái món tôm hùm xào gừng hành, lộn, tôm hùm xào tiêu đen của mình đã xong rồi. Rồi các bạn nhìn nè, Kimberly đã chia theo từng đợt.